Xin chào anh em nhé. Em lên sóng cho anh em một con siêu phẩm Lazia 4 cửa, mỗi cửa là 3W. Đấy, 4 cửa mỗi cửa là 3W chứ không phải là những cái loại mà 4 cửa mỗi cửa nửa watt đâu anh em nhé. Đấy, bây giờ em đang để điện em test cho anh em xem cái ngoại hình bên ngoài của nó rất là đẹp. Đây, nó có sẵn hai cái treo này lên nhé. Em sẽ cho anh em hai cái móc kèm theo để anh em móc treo lên cho nó thuận tiện. Đây là để điện test này anh em này, tí tắt điện đi thì nó còn dã man nữa, tia nét căng luôn. Đấy, con này giá 10 triệu anh em nhé. Bình thường những con 3W mà chuẩn một mắt như này nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu rưỡi một con rồi. Đấy, con này thì có hẳn 4 cái mắt 3W. Đấy, anh em nào mà đi sâu lắm cưới một con này là ok rồi, con này để giữa bánh ok rồi. Màu sắc còn quá đẹp luôn. Con này mới trên 90% anh em nhé. Mới trên 90%. Anh em nhìn màu sắc nó ra này. Đây 4 cái mắt đây. Trong này 4 cái mắt của nó đây. To bự luôn. Nhìn dã man thật. Đây, sân khấu giạp cưới mỗi cái này thôi. Quậy tưng bừng rồi. Màu sắc còn rất đều em nhé. Con này như bên kia nó sử dụng rất là ít thôi. Giá là 10 triệu đồng. Anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé.